Ồ, kiểu gì? Kiểu gì? Kiểu anh? Kiểu nó. Info kiểu nó. Kiểu anh, tại sao kiểu anh? Chó luôn rồi đi. Tại vì sao quen? Phải tạo ra đúng rồi. Vậy mới vừa điểm mới bãi chứ. Thứ hai là con trỏ. Con trỏ trong slide cô Liên đặt là VNet, còn thầy đặt là Next mất chữ B. Được chưa? Con trỏ, trỏ tới nó cho nên nó phải là nó sau. Rồi. Viết một cái hàm tạo nó. Đặt tạo nó không không giống nãy đó. Ghê nó không không á. Giống như trong slide thôi. Tạo nó thì đầu vào nó phải là giá trị của cái info. Kiểu in luôn, tại vì node mình là kiểu in. Đầu tiên nêu một cái node lên. Kiểm tra khác luôn có nghĩa là tạo được cái node đó, không có ảnh hưởng gì tới RAM hết. Thì gán x vô trong phần info và gán next của cái con trỏ B này đi về luôn. Là tạo nó không không giống vậy nè. Được không? X là giá trị này nè. Rồi, quyết trước hai cái đó. Sau đó các bạn tạo cái struct list. Struct list thì như đã phân tích, mình chỉ cần một con trỏ, trỏ tới nó đầu tiên thì mình sẽ quản lý được nguyên cái list. Cho nên mình chỉ cần có một con trỏ hit thôi, trỏ tới nó đầu tiên. Đương nhiên trỏ tới nó phải là nó sạch. Trong slide của cô là B hit, thầy mất chữ B thì còn chỉ hit thôi. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ viết một cái hàm tên là hàm initialize. Hàm này hàm khởi tạo đó, tương đương hàm khởi tạo của cô này đó. Hàm này sẽ nhận tham chiếu được cái list chiếu nha. Và mình gán hit bằng gì? Bằng null. Có nghĩa là cái con trỏ hit của mình nó không trỏ đâu á, trỏ về null. Là đang là rỗng. Cái này chưa có. Đang là rỗng. Không có sách nào hết. Tiếp theo mình sẽ viết một cái hàm nó tên là insert hit. Để insert phần tử vào đầu danh sách. Theo đúng như cái cấu trúc slide hồi nãy. Đây là tham chiếu, tại vì khi sạch vô nó thay đổi giá trị cần thêm vào kiểu in, tại vì cái list của mình đó, cái node của mình đó, info mình kêu in. Sau này nếu mà sinh viên, cái này phải sửa thành sinh viên nè, được không? Rồi, việc đầu tiên chúng ta sẽ gọi hàm renode để tạo ra một node khơi khơi trên bộ nhớ, không nhăn nhập gì tới cái list của mình hết. Rồi, sau đó nếu mà tạo xong rồi mình mới lấy cái hit của mình đó, mình trỏ cho cái B. Đây, thấy chưa? Điều đó có nghĩa là gì? Mình lấy cái hit của mình nè, nãy hit mình đang rỗng không? Giả sử mình tạo 16 xong không? Thì lấy cái hit của mình nè, trỏ vô về. Thì lúc này của mình sẽ có một phần tử. Gọi nữa nó sẽ có thêm mấy phần tử, gọi mấy lần nó sẽ mấy phần tử. Hiểu không? Rồi. Insert after mới giải thích xong. Hàm này dùng để thêm một nốt sau nốt quy, sau nốt quy. Coi là bạn phải có con trỏ trở tới quy rồi. Còn làm sao để có con trỏ tới quy là do bạn. Có thể mình sạch, có thể mình làm gì đó làm, để sao có con trỏ tới quy rồi. Thì mình sẽ thêm cái nốt có gì ít thì nè vào sau nốt quy. Làm cái nãy thôi. Tạo nốt B chứa ít, sau đó cho nốt B vô trong sau nốt quy. Đúng như trong slide không khác gì hết. Hai hàm này chỉ chen. Hàm sạch mới nói hồi nãy luôn. Mới nói hồi nãy luôn nè. Sạch giá trị ít trong cái list của mình. Viết cái dòng lọc. Khi nào chôn thì back return về. Còn không được connect hoài. Next khi nào mà nó tới cuối cùng nó bằng null thì thoát cái while này. Thoát cái này thì lúc này B bằng null return null. Vậy sau này gọi hàng này phải kiểm tra nó B khác null hay bằng null. Nếu B khác null thì tìm thấy, bằng null thì không tìm thấy. Được ha. Rồi. Xóa, hàm này để phục vụ cho cái việc xóa, chưa dùng tới. Delete chưa dùng tới. Rồi. Hàm display. Hàm này dùng để hiển thị danh sách trên màn hình, như nãy này giải thích rồi à. Nó giống như hàm search, nhưng mà nó đụng tới info nó show ra. Hàm search thì lấy info của database, còn hàm này là show info ra, dùng sao show ra. Một hàm nữa hàm input. Thật ra cái hàm này làm gì? Hàm này là cái hàm nhập dữ liệu vô. Bản thân bên trong cái hàm này là gọi hàm insert hit. Khi mình nhập vô đưa lên đầu, nhập vô đưa vô đầu. Hiểu không? Ví dụ, đề yêu cầu là
nhập vô một cái danh sách hai một ngày à, thì đầu tiên là phải nhập nào trước? Nào trước thì gọi email ship mà. Ok ha, nhập 5. Sau đó nhập mấy? 3, nhập 4, nhập 1, nhập 2. Được chưa? Dòng lọc quay tru nghĩa là sao? Lúc hoài, lúc khi nào? Khi nhập chiều 1 thôi. Nhập chiều 1 tôi không muốn nhập nữa. Có nghĩa là người dùng không muốn nhập nữa thì nhập chiều 1 là nó không nhập nữa. Không nữa thì nó không gọi thằng này. Hôm nay thôi thoát. Thì mình giết mình như này thôi. Hiểu không? Rồi, giờ qua men gọi đó. Rồi, làm từ câu 1. Chúng ta sẽ tạo ra một cái list note trước. Kiểu list. Rồi, chúng ta quay hàm khởi tạo để làm gì? Tại sao phải quay behind show line? Để cái behind nó trở về luôn. Được không? Luôn luôn phải khi bạn tạo ra xong rồi bạn phải gọi behind show line liền. Để thằng hit nó trả luôn. Cũng giống như hồi mình làm sẽ đặt cái đó, khi mình tạo xong thì mình phải gửi cho like để gán n nó không á, gán sao không ha. Rồi sau đó mình gọi hàm input, chính là gọi hàm này nè. Hàm này nghĩa là gì? Nhập vô mỗi lần nhập giá trị vô nó đưa vô đầu hết đầu của danh sách, nhập đưa vô đầu. Thì sao khi gọi hàm này xong làm gì nữa? Gọi hiển thị để hiển thị ra chứ làm gì? Vậy là xong câu a. Coi yêu cầu bạn làm gì? Nhập số nguyên vào danh sách và hiển thị ra màn hình. Chạy thử ha. Rồi để chạy thử. Rồi nếu thầy nhập đúng như cái danh sách trên bảng nó phải làm như vậy. Nhập vô 5 3 4 1 2. Muốn kết thúc thì nhập gì? Trừ 1. Tại vì support thì là trừ 1 nha. Tùy, nếu bạn thích thì bạn để không cũng được, tùy bạn thôi. Nhớ bạn. Bụp. Vì danh sách sẽ là gì? 2, 1, 4, 3, 5. Được không? Vậy xong câu A. Rõ không? Rồi. Câu B. Tìm kiếm giá trị ít trong danh sách. Ok. Thầy biết một cái hàm có sinh B ở trên thì thầy gọi thôi, cũng như nhau không khác gì đâu. Đây. Đầu tiên thầy yêu cầu người dùng nhập giá trị cần tìm vào. Sau đó thầy gọi cái hàm sập, truyền giá trị vô, trả cái con trỏ B. Nếu B khác luôn thì đó nghĩa là gì, thấy không? Thấy xuất ra ít tìm thấy. Nếu B bằng luôn thì xuất ra sao? Ít không tìm thấy. Là xong câu B. Gọi hàm sập thôi. Hiểu không? Rồi thầy trả thử câu B. 5, 3, 4, 1, 2, 1, 1. Rồi bạn có bài. Muốn tìm số mấy? Số 4. Số 4 tìm thấy. Tương tự nhập số 6, nó xuất ra 6 kỳ nó phật. Được không? Hiểu không? Rồi. Qua câu C, yêu cầu gì đây? Thêm phần tử vào danh sách mà sao phần tử có giá trị đích. Con này phức tạp một xíu ha. Rồi, có nghĩa là người dùng sẽ nhập giá trị phần tử muốn thêm, ví dụ như 6, sau đó nhập tiếp phần tử muốn thêm sau phần tử nào, nhập 4 thì nghe 6 nằm đây. Hiểu không? Hoặc là sau phần tử thêm phần tử 1 thì 6 nằm đây. Hoặc là sau phần tử thêm phần tử 2 thì 6 nằm đây. Hoặc là sau phần tử thêm phần tử 5 thì 6 nằm đây. Hiểu không? Ok, rồi. Như vậy muốn làm được chuyện này thì mình phải có hai bước. Bước 1, tìm ra cái phần tử mà có giá trị ít là phần tử nào. Mình phải gọi hàm sập. Và mình sẽ chỏ về con chỏ là con chỏ gì? Chỏ quy. Đúng không? Chỏ quy hoặc chỏ b gì đó tùy. Chỏ quy đi, tại vì cái phần tử mới đưa vô là phần tử b mà. Thì đặt chỏ quy. Sau đó mình phải bỏ nó vô cái con chỏ. Sau chỏ quy thì gọi cái hàm này nè. Insert after á. Đây. Có quy rồi thì gọi hàng này trả anh sản tâm. Hiểu không? Ok, rồi.
cài đặt sao question C. Còn DE thì buổi sáng học tiếp và làm tiếp. Cầm cái này có nhập giá trị của nó cần 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 ít đó, giá trị ít mà nó cần muốn thêm sao đó đó, nhập vô thì mình sẽ sạc. Nếu như người ta nhập sạc, ví dụ nha, người ta nhập tôi muốn thêm sao phần tử số 7, thêm được không? Tôi muốn thêm giá trị 6 sao phần tử số 7, thêm được không? Không được. Như vậy sao mình phải kiểm tra, nếu mà sợ này khác null thì mới, tôi mới cho thêm, bằng null thì đâu có phần tử đâu mà thêm, hiểu không? Cho nên if khác null thì mới cho thêm, thêm bằng cách là nhập giá trị mới, hiểu chưa? Sau đó gọi hàm insert after, nãy biết rồi, triệt list nè, hàm này viết đúng ra này phải quy gì đúng không? Quy được không? Tại vì theo cái insert after thì cái câu rõ ràng là còn quy. Bên được cái tên thôi mà. Được không? Ok, muốn cho nó giống nhau thì quy. Rồi, quy. Được không? Rồi. Cảm ơn. Này là để tìm ra cái giá trị mà mình muốn nó nằm sau là giá trị nào. Nếu mà có thì phải khác luôn, còn không có thì báo là không tìm thấy. Khác luôn thì mới nhập giá trị mới vô. Chị mới vô sau đó gọi hàm insert after. Truyền cho chị mới vô. Khi nó sẽ in sạch cái giá trị mới này sau con đảo quy này. Sau đó hiển thị thêm lần coi đủ chưa. Rồi vậy thôi, chờ thử coi. Rồi, vẫn nhập cái dãy này ha. 5 3 4 1 2 trừ 1. Này có bên là tìm ha. Tìm ví dụ như nhập 6 là không tìm thấy nè. Đó phao nè, bây giờ câu C nè. Bây giờ bạn muốn thêm sao thằng nào? 4. Mấy? 4. 4. Giá trị muốn thêm là gì mấy? 4.5 3. 3 này nó trùng nó cũng được, nó sẽ ra 4.33 đó. Rồi 4.3 thì 3. 4.3 thì 3. 2.1.4.3. 3 này là 3 cũ nè. Ba kế bên là ba mới. Còn ba này ba mới nè. À đúng rồi. Sao ba cũ ba mới thì hiểu rồi hả? Rồi hiểu chưa? Rồi, giá như lắp chỉ cần làm thành như đó thôi, đủ rồi.